Dạ em xin phép chào tất cả các cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lân rừng ngày thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2019. Thì cũng khá là lâu, em bây giờ mới có hàng lại, như một khi thôi. Hàng về lúc nào thì em đăng bán lúc đó. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần một thì để cho mọi người dễ sưu tầm. Đây là toàn bộ cái lô hàng em đã chia ra. Thì em sẽ điểm danh qua các mặt hàng và chủ đạo ngày hôm nay thì lan hoàng thảo bạch đỏ, kiều và một ít cái loại kiếm với lại combo này kia thì mọi người sưu tầm. Và ngoài ra thì có một ít cái hàng đơn cam rừng không tâm nha mọi người. Đơn cam ít được cỡ 5 phần đơn cam và một cái phần giả hạt thôi. Đấy. Rồi em đã quay sơ qua cho mọi người cùng xem. Rồi, trước khi vào quay cụ thể từng phần một cho mọi người thì em xin giới thiệu kênh của em. Là kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2 nha mọi người. Số điện thoại liên hệ là 070-611-5694. Thì kênh là kênh mới của em, còn khách nào chưa khách cũ nó mà chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký lại kênh nha. Kênh là kênh mới, kênh cũ là bị kẻ xấu đã hack rồi. Nên em không có bán trên kênh cũ nữa. Rồi như một khi thôi, em đã đánh số thứ tự theo phần 1 rồi. Thì ngày hôm nay em cân đối cái phần hoàng thảo bạch đỏ là 200.000 một phần cho mọi người sưu tầm. Nói chung là hàng không có được nhiều nên em chia cân đối ra để mỗi người sưu tầm được một ít thì về chơi thôi. Đấy. Cũng không có được nhiều, nói chung là hàng thì khá lâu rồi mới có được. Thì mọi người có lúc nào thì mọi người mua lúc đó chứ không như lúc chờ đợi thì rất là lâu nha mọi người. Đấy. Đây, những cái hàng như thế này đây. Rồi em sẽ quay cụ thể từ trên xuống dưới cho mọi người cùng xem nha. Rồi. Đây. Đầu tiên là một cái đây, nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ ông tâm. Bạch đỏ ông tâm là loại đặc hữu của một ông tâm và loại quý hiếm của Việt Nam nha mọi người, chỉ có ông tâm mới có. Đây. Rồi em sẽ lấy là em chỉ bán hàng ông tâm thôi nha mọi người. Đấy. Hàng rừng tâm của người địa phương lấy về em bán thôi. Và đây là cái nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Nguyên bản này còn có khoảng 8 cái đầu nguồn. Đấy. Đây, nguyên bản khá là to nha mọi người. Đấy. Rồi cái nguyên bản này em bán với giá là 350 nha mọi người. Đấy. Khá là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ hai. Nguyên bản này em bán với giá là 300. Nhưng bản này cũng khá là to đấy. Kiểu mộc của nó cũng khá là đẹp. Rồi nguyên bản thứ hai nha mọi người. Đây nguyên bản thứ hai. Rồi tiếp theo nguyên bản thứ ba. Đây nguyên bản này khá là cao. Đây có hai chỗ đây, và được người ta chặt nguyên bản như thế này em về. Rồi cái này là nguyên bản này có ba cái ngọn thật là dài luôn. Rồi ba ngọn dài nha mọi người. Cái hoàng thảo bạch đỏ thì mọi người có thể vào mạng bấm hoàng thảo bạch đỏ, bấm hình ảnh và nó ra cái kỳ hoa của nó. Còn cái thân cái dòng này là hoàng thảo long nha mọi người, nên cái thân nó đen đấy, nhưng mà hoa rất là tuyệt vời luôn đấy. Rồi đó là cái phần bản thứ ba. Tiếp theo là phần bản thứ tư. Đây phần bản này cũng có ba đầu ngọn khá là đẹp nha mọi người. Nguyên bản được người ta chặt về từ rừng về. Rồi đó là nguyên bản thứ tư. Nguyên bản này 250, nguyên bản thứ ba 300. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì đến cái hàng nguyên bản nhỏ nha mọi người. Nguyên bản nhỏ ngày hôm nay chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 phần. Đấy, 5 phần nguyên bản và em đã chia ra từng phần một rồi. Rồi mọi người chú ý cái phần nha, để mọi người chọn. Đây là phần số 5, phần này 200. Không có các nguyên bản như thế này. Mà đầu tiên này bị cục ngọn rồi nha mọi người. Nói chung trong quá trình vận chuyển thì nó không tránh khỏi những cái vấn đề này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ hai. Đấy. Cái này là nó nguyên bản nha, nó bị lỏng lỏng em buộc dùng giấy rút buộc lại. Còn mọi người về thì mọi người có thể cắt ra cột kiểu gì mọi người cột nha. Đấy. Cố định tạm thời thôi cho nó khỏi bong ra thôi. Chứ thật ra là nguyên bản của nó nè. Rồi là phần nguyên bản đầu tiên. Số 5 200. Tiếp theo là số 6 200.
Đây, nguyên bản đầu tiên này. Nếu mà người về để tư thế tự nhiên nó là nó sẽ đẹp thôi mọi người. Rồi, bản thứ hai. Đây, nguyên bản thứ ba. Đấy. Rồi. 6. Trên là số 7. 7, 200. Đây. 1 này. 2 3 đấy. Mọi người để tư thế tự nhiên nó sẽ đẹp thôi. Rồi tiếp theo là cái bản phần số 8 đấy. Đây cũng có các cây 1 này 2 3 và 4 đấy. Rồi là phần số 8. Tiếp theo là phần số 9. 200. Đây cũng có các bản này. Bản này nhỏ. 1 này. Đây, cái này nguyên bản thân này rất là nhiều. Nhưng mà cái nó là nhỏ này. 2 3 Đây, 4 Rồi, đó là phần thứ 9, 200 nha mọi người. Rồi. Rồi em đã giới thiệu xong cái phần nguyên bản nhỏ rồi. Vậy bây giờ là đến hàng rời. Hàng rời thì từ số thứ tự 10 trở đi nha mọi người. Rồi. Tiếp theo là em giới thiệu cái hàng rời từ số 10 trở đi. Phần 10 và phần 11 là hai cái phần gọi là dề đẹp nha mọi người. Đây. Nguyên một dề to, đẹp. Đấy. Phần này em bán với giá là 250. Đấy. Phần số 10 này 250. Dề đầu tiên này. Đấy. Đây là nguyên dề. Đấy, có cây rất là to, mọi người về làm được hay và chậu lớn thật bự. Đây, nghĩa thứ hai. Nói chung cái dề mà dề to như thế này thì đối với hoàng thảo vạch đỏ thì cũng khá là hiếm nha mọi người. Đấy, khá là hiếm. Rồi, đó là phần số 10, 250. Tiếp theo phần số 11, 250 nha mọi người. Còn lại là phần kia làm bằng 200 ấy. Đây, cây nào? Đấy, đây là cái dề đầu tiên. Rồi, tiếp theo là dề thứ hai. Này, khá là đẹp luôn. Đấy. Rồi. Đó là phần số 11. Tiếp theo phần số 12. Đây, số 12 200. Tiếp từ phần số 12 trở đến phần 23 là 200.000 một phần nha mọi người. Đấy, dây đầu tiên này. Dây thứ hai. Đây là dây thứ ba. Rồi, đó là phần số 12. Tiếp theo phần số 13. 200. Dây đầu tiên 1 này. 2 3 Thì mọi người về để tư thế tự nhiên của nó nha. Nên em tranh thủ em quay cho nhiều lúc đó là nó video nó dài. 14 này 200. Đây, mình ăn cây như thế này. Nói chung là em cân đối là phần nào cũng như phần nào rồi nha mọi người. Hàng rất là xinh tươi. Khá là đẹp luôn. Rồi, đó là phần số 14. Tiếp theo là phần số 15. 200. Đây. 1 2 3 4 Rồi. Tiếp theo là phần số 16. 200. 1 2 3 4 Rồi, là phần số 16 nha mọi người. 4 dề. Rồi tiếp theo phần số 17 là cái phần nhiều cây hơn tí. 17 200. Đấy. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi. Là phần số 10 17 200 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu đến phần số 18. Đây, phần số 18 vạch đỏ 18 nha mọi người. Đây. Đây, dây đầu tiên là 1 2
ba bốn năm sáu bảy tám chín gì rồi 18 xe là 19 trăm 1 2 3 4 5 6 7 8 gì 13 rồi 19 tiếp theo là 20 20 là 200 không có cái kia này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, phần như thế này 10 về 100 phần số 21 10 về 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Đấy. Em quay như thế này là cụ thể lắm rồi nha mọi người. Đây. Là em quay phần nào là em gửi cho phần đó cho khách nha. Đấy. Rồi, đó phần nào. Rồi tiếp theo là phần số 22 23 là cái phần cây con, cây giống nha mọi người. Nó nghĩa là nó nhiều hơn 22 23. Đấy. Phần này khá là nhiều. Đấy. Có các cây giống, cây con. Nhiều lúc như mọi người mua nguyên bản tên kia thì có thể mua cái đống này về gấp thêm vào cho nó nhiều. Đây. Cái nhỏ như thế này. Đây, nói chung là khá là nhiều nha mọi người. Đấy, cây này cây nhỏ. Đấy, giống. Thế ra nói chung là kiểu như vậy bình thường. Rồi đó là phần 22, phần 23 cũng thế thôi nha mọi người. 23 cũng như thế thôi, em đã cân đối từng phần một rồi, nó cũng giống nhau ấy. Rồi đó là toàn bộ cái hàng hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người, từ số 1 đến số 23 là hàng hoàng thảo vạch đỏ. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái lô kiều quan tâm nha mọi người. Đấy. Kiều quan tâm em đã chia ra từng phần một rồi, và trên này là có ba cái dề đẹp. Đấy. Còn cái kiều này là em chỉ nói kiều quan tâm thôi, thế nhiều lúc là không phân biệt được kiều mỡ gà hay là kiều vàng hay là kiều hồng hay là kiều tím nha mọi người. Đấy. Nên em không có khẳng định, chứ nhiều lúc mình khẳng định là về nó không ra cái lọt kiều đó thì khách cũng buồn, và nhiều lúc em bán như thế em cũng không có, nói chung là khó chịu lắm. Đấy. Nên mọi người mua cái này là nếu mà số được là cái nào thì mọi người gái cái đó nha, chứ không em không có khẳng định. Còn này là hàng bốc rừng của người dân tâm, người ta bốc về được cái hàng nào thì em bán hàng đó. Đấy. Rồi đầu tiên là cái gì kiều, em ghi là kiều quan tâm đó cho em ghi. Hôm nay là gì đầu tiên, ba dì nha mọi người, 1 2 3. Đấy. Gì đầu tiên là đây, đây hàng nguyên dì mà đang lên những cái cây như thế này. Đấy. Hay còn cái thân của nó như thế này, mọi người thử phân biệt được kiều gì thì em thân của nó như thế này. Còn một số cái kiều mà kiều vuông, kiều đồ, kiều mô tua thì nó dễ phân biệt. Đấy, còn mấy cái đây, mọi người có thấy cái cây này có dài có khoảng 1, 2, 3, 80 phân luôn nha mọi người. Đấy, cây này dài khoảng 80 phân luôn. Đấy. Đây, cái dòng kiều này thì mọi người về trồng, này là về khá to rồi, nói chung là mất ngủ dưới này nhiều lắm nha mọi người. Đấy, nó ra hoa đợt này và nó sẽ lên những cái mầm con. Đấy. Đây là một trong những cái mầm con nó đã lên nè. Đấy. Đấy, mọi người về trồng thì nó sẽ lên những cái mầm con như thế này. Đấy. Rồi đó là cái dây đầu kia đầu tiên, 300.000 một dây nha mọi người. Đấy. Khá là
cân đối giá là cho mọi người rồi. Đấy. Đây là dĩa thứ hai 300. Đây. Đây, khá là đẹp luôn nha mọi người. Kìa kiểu này là to đẹp. Rồi nói chung là hàng chuẩn lương tâm luôn nha mọi người. Nói chung là hàng bán em bán là hàng chuẩn luôn đấy. Đấy. Rồi đó là dĩa kiểu thứ ba nè. Đây mọi người về trồng rất là nhiều thân tơ luôn nha mọi người. Trong là mọi người về trồng cố định là những cái thân tơ nó sẽ đẹp thôi. Còn kiều thì nó sẽ ra cái mắt ngủ dưới này, ra những cái con mới thôi. Đấy, dĩa số 3, 300 nghìn. Rồi. Và hôm nay là có 7 cái phần kiều. Đây, nó ra cây con như thế này nha mọi người. Đây, cái con này. Đây, nó ra những cái con mới như thế này này. Đây, sẽ đẹp thôi nha mọi người. Đây, rồi. Tiếp theo là phần số 4, phần này là còn phần này làm cân đối là 250 một phần nha mọi người. Đấy. Rồi, đây phần số 4. Đây, cái dĩa kiều đầu tiên nè. Đó. Cây khá là to, khỏe, đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Hàng bốc rừng về rêu xanh rêu luôn. Đấy. Dĩa đầu tiên. Thế là dĩa thứ hai. Đấy. Dĩa thứ hai. Thế là dĩa thứ ba. Rồi, khá là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là phần số 4. Tiếp theo là phần số 5. Hai mẫu phần là 250 nha mọi người. Đấy. Đấy, khá đẹp luôn này. Đấy. Hai này. Ba. Đấy. Rồi, phần số 5, 250. Phần số 6. 250 nha mọi người. Đấy. Đây, khá là đẹp luôn. Đấy. Một. Hai này. Ba, dĩa thứ ba này. Người ta đẹp không? Rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Lá tròn ủng luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đó, lá nó tròn. Rồi. Tiếp theo là phần thứ 7. Đây là phần thứ 7. Phần này cũng có nhiều dề nha mọi người. Đấy, dề con không, nhưng mà rất là đẹp. Đấy. 2. 3. Đây, nó dề con không. 4. 5. 6. Tám, chín, mười gì? Hôm nay có 25.000 một cây nhỏ như thế này mà. Khá là rẻ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là cái lô kiều. Rồi, tiếp theo là cái lăng hoàng thảo ngọc thạch ba màu tâm nha mọi người. Đấy, cái này là nguyên bản. Này là lăng, này đang có nụ nè. Đấy, cái hàng là hàng nguyên bản. Đây, cái nguyên bản đầu tiên nè. Mới đầu tiên hôm nay vì mọi người về chơi thôi. Đấy. Trong là đang ra nụ và đang có cái con, nên một số cái nụ là trong quá trình vận chuyển là nó cũng hơi bị ấy, có vấn đề nào nhiều, nên được cái nào thì mọi người chơi cái đó, còn không thì để mùa sau chơi nha. Đấy. Đây là cái nguyên bản đầu tiên. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ hai. Nguyên bản thứ hai này cũng đang nụ, mà cái này nó lúc lắc nên người ta dùng cái gì lạc người ta cố định lại. Đấy, đang lên cây con nha mọi người. Ba nè. Đấy, khá là đẹp luôn. Rồi, bản thứ tư. Đấy. Rồi, còn cái mấy cái phần con này thì mọi người về ghép chung vào tất cả các nguyên bản này. Đấy, ghép chung vào. Đây, có những cái miếng miếng cây nhỏ này. Đấy, này là dành cho những người ghép thêm cho nó đẹp. Những cây nhỏ nhỏ như thế này đây. Rồi. Đó, rồi cái phần hoàng thảo ngọc thạch ba màu này là 300 nghìn một phần này nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em giới thiệu một cái bộ kiếm ung tâm nha mọi người. Đấy, bộ kiếm ung tâm. À, thì cái dề này em bán với giá là 200. Đấy, nó cái cấu như thế này, nguyên dề nha mọi người. Đấy.
Còn hoa thì đã nở, đấy, nở và có những cái trái như thế này. Còn hoa của kiếm thì số nha mọi người, chứ còn đem người ta mang từ rừng về như thế này thì em bán luôn. Đấy. Được cái gì nào thì em bán cái đó luôn. Còn kiếm thì số thôi. Đấy. Rồi cái gì kiếm này em bán với giá là 200 nha mọi người. Đấy, khá là rẻ. Kiếm này là kiếm lá dày. Đấy. Giá lá rất là dày luôn. Đấy. Dày mỏng luôn. Đó. Còn kiếm thì số thôi. Đấy, nhiều lúc mua có 200 nghìn về trúng số thì cũng vui. Đấy. Còn hoa rất là sai này. Đấy. Mùa hoa vừa rồi rất là nhiều luôn. Đấy. Còn hoa kiếm mà nếu như hoa kiếm bình thường thì nó cũng khá là đẹp. Đấy, cánh bay cứng cáp luôn nha mọi người. Hoa kiếm rất là đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì đến cái phần quế ông Tâm nha mọi người. Quế ông Tâm một phần này em bán với giá là 200. Thì đây cái một như một cái bó này khá là cái quế này nó rất là lạ. Thì người dân địa phương người ta nói là quế hồng. Đây cái hoa nó biểu hiện sắc tố màu hồng này. Đấy. Cây khá là to, em nhìn thì em tưởng đâu giống như là bọ cạp á. Nhưng mà người ta nói là quế. Đấy. Rồi, cái này là cái trong này là nhiều cây nha mọi người. Người ta quấn lại. Đấy. Đây, cũng đang nụ hết. Đấy. Mọi người về trồng thì nó sổ hoa ra thôi. Khá đẹp, còn có mấy cây con này bỏ chung vào luôn. Đấy. Rồi, một phần như thế này em bán với giá là 200 nha mọi người. Rồi, 200. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì có một cái phần lộn xộn. Còn có địa lan kiếm tứ thời, hạt vĩ, xích ngọc và hoàng thảo hương duyên. Đấy. Trên này là hạt vĩ nha mọi người. Đấy. Hạt vĩ mùa này thì nó rụng lá và đã hoa. Thì mọi người về cắt tỉa và ghép vào thì trên cái mắt này nó sẽ lên những cái mầm con mới. Đấy. Mầm con mới rất là khỏe nha mọi người. Đấy. Đây là những cái mầm con mới khỏe thôi. Giống hạt quỷ thì khá là đẹp rồi. Hạt này hạt quỷ bất rừng. Đấy, nhìn nó rơi như thế này cho mọi người phải cắt tỉa ra trồng. Đây mất ngủ dưới đây khá là nhiều. Đấy, mọi người chăm phát là lên đã luôn. Mọi người trồng hạt quỷ rồi thì mọi người biết rồi. Đây là những mầm con to khỏe như thế này. Đấy. Rồi. Tiếp theo là cái gì hoàng thảo hương duyên. Đấy. Hoàng thảo hương duyên nha mọi người. Hoàng thảo hương duyên đây. Rồi có một cây lan gì là lạ. Rồi đây là kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy. Đã nở hoa rồi nha mọi người. Đấy. Kiếm xích ngọc thì cũng khá là đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo còn lại là cái địa lan kiếm tứ thời, ở đây người ta gọi là địa lan Sato. Đấy. Mà tên thật của nó là địa lan kiếm tứ thời nha mọi người. Rồi. Hoa của địa lan kiếm tứ thời này khá là đẹp. Đấy, mọi người này, kiểu phát hoa của địa lan kiếm tứ thời rất là dài, có khi cao hơn bằng lá của nó luôn. Đấy, có đây là những bồi hoa và hoa đặc biệt là thơm. Đấy, và nở 4 mùa. Đấy, khá là tuyệt vời. Đấy. Đấy. Rồi, hàng rất là xinh tươi nha mọi người. Hôm nay mọi người về làm được mái chậu rồi. Rồi, cái phần combo lồng sộn này em bán với giá là 200 nghìn nha mọi người. Đấy, lồng sộn. Rồi. Tiếp theo, ngày hôm nay là có cái phần vảy rồng và huyết nhung vân tâm. Đấy, huyết nhung thì có một cây lớn và có mấy cái cây nhỏ. Đấy. Mấy cây nhỏ đây nha mọi người. Đấy. Còn lại là vảy rồng. Đấy, vảy rồng mà đây, nó bám như thế này nha mọi người. Này là bám dưới một cái cành cây. Đấy. Để tự thế tự nhiên của nó như thế này. Mọi người về ghép. Đó. Đây. Là đúng này. Đấy. Hàng này là hàng vảy rồng Vân Tâm. Nếu mà khách nào thích sưu tầm hàng Vân Tâm thì mọi người mua đúng chuẩn hàng luôn nha mọi người. Đấy. Này được người dân bóc về. Đấy. Vảy rồng. Rồi, nói chung vảy rồng là hoa màu vàng, khá là đẹp. Và huyết nhung là hoa màu đỏ. Đấy, vòi hoa rất là dài. Đây, mọi người thấy không? Vòi hoa của vảy rồng này, rất là dài luôn. Hoa màu vàng, khá là rực rỡ, màu vàng rực rỡ luôn á.
Rồi, phần này bán với giá 200 nha mọi người. Rồi, tiếp theo còn lại là cái, trong cái này là cái phần thanh đạm hàm long củ vàng. Đấy. Đây, có 3 dề thôi. Đấy, được 3 dề. Thì mẫu dề như thế này là em bán với giá là 50.000 nha mọi người. Nói chung là mấy cái hàng riêng riêng này thì dành cho khách nào mua thêm. Đấy. Rồi, đây là thanh đạm củ vàng nha mọi người. Đấy. Để đây sẽ nhiều người ốp vào một cái vị trí nào đó là nó sẽ đẹp. Đây, vậy thứ hai này là nguyên miếng đẹp đấy. Nguyên miếng luôn nha mọi người, khá là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là một cái gì nè, nguyên miếng đó này mọi người, hoa bình thường nha, phát hoa trên đầu ngọn này. Cái hoa hàm long thì lá khá là to và đẹp đấy. Rồi, có 3 dề, mỗi dề 50.000. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến hàng đơn cam rừng con tâm nha mọi người. Đấy, cái hàng này là hàng tâm. Và một phần như thế này em bán với giá là 200, nên mọi người xem mua theo hình nha. Đấy, đây là bản đầu tiên này. Thứ hai này. Thứ ba. Thứ tư. Đấy, tự nhiên của nó thì nó sẽ đẹp thôi. Hoa đơn cam thì khá là đẹp rồi. Đấy. Cái loại này là loại quý hiếm mà em bán với giá là 200.000, là mọi người có chỉ có 200.000 mà sưu tầm được đơn cam chơi là khá là ok rồi. Đấy. Rồi, phần xe thứ hai. Đấy. Đơn cam này là cái giống đơn cam lùng nha mọi người. Đấy. Đơn cam lùng. Sáu nguyên bản nha mọi người, 200. Tiếp theo là phần thứ ba, 200. Hàng này khá là hiếm, đơn cam khá là hiếm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, phần thứ ba 200. Đây là phần thứ tư 200. Đây, nó là đơn cam củ lùng nha mọi người, lùng mập. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, rồi, đó là phần số 4. Thế rồi, thì cái phần cuối cùng ngày hôm nay là cái phần nguyên bản. Đây, cái công thức này là em dành, đây là giá thể. Đây là cái cây để ghép vào trong này. Em dành cho những người mà thích ghép từ, đấy, ghép và thêm vào đây. Còn đây là cái giá thể của nó có sẵn rồi nha mọi người. Đây, đơn cam nó vẫn đang bám đây. Đấy, nên mọi người lấy cái này bị ghép vào thêm. Đấy. Đây. Này là giá thể. Có nghĩa là một cái giá thể này là đơn cam khá là thích hợp rồi nha mọi người. Nói chung là đơn cam, nói chung nó phù hợp với nó ưa thì nó sẽ dễ sống thôi. Đấy. Nên mọi người, cái này là em vừa bán giá cái hợp giá thể để mọi người về trồng thêm đó. Đấy. Rồi, 4 khúc này là ghép vừa đủ với cái lượng này rồi. Đấy. Rồi, cái phần bên này là phần cây lớn, còn phần này là phần cây nhỏ. Trong thì cây nhỏ thì nó cũng có mầm hết trơn rồi đây. Đấy, mọi người về ghép vào thôi. Đấy. Đấy, có những cái mầm như thế này. Đấy, hoa có đường cam thì cũng khá là đẹp rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, phần nguyên bản đó. Phần này em bán với giá là 300.000 nha mọi người. Đấy. 300.000 trên một cái phần vừa nguyên bản vừa hàng rời này để về mọi người ghép vào. Nói chung là mua một phần này thì đó, mua nguyên đó. Đây, cái này nhỏ này, cái này lớn xíu đấy, ghép chung vào đó. Cái này thì dành cho những người mà tỉ mỉ nha mọi người, chịu khó một tí là nó sẽ đẹp thôi. Đấy, chung là hàng nhỏ mà đấy. Có nhiều cái bên này nó chấm như ngón tay thôi,
vẫn hoa bình thường nha mọi người, nên là giống lên cam lùng, mọi người thấy hoa rực rỡ. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì có một cái về giá hạt đất con tum và đơn cam, hai cái này bán với giá là 400. Cái này là cái mầm đơn cam này đang hoa, đang lên một cái mầm con rất là khỏe. Rồi và cái này là giá hạt ở vùng đất con tum nha mọi người. Đấy, hàng đem người ta bóc về đây như thế này đây. Đấy, và các em thấy cái đặc điểm của cây này nó có những cái chấm đỏ đen thân. Đấy, theo kinh nghiệm của em thì cái hàng như thế này nó thường dễ ra được cái cánh ám trắng. Đấy, này là chủng hàng đất cô nha mọi người. Đấy, chỉ có một mầm duy nhất thôi. Đấy, được người dân bóc về. Đấy, rồi đó là cái phần cuối cùng của cái lần rừng ngày hôm nay. Rồi 400.000 cho một cái dây giả hạt và một dây đơn cam nha mọi người. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0706115694 nha. Đấy, rồi nói chung thì cũng khá là lâu rồi em có nhiều khách dặn, nhưng mà nhiều lúc em cũng có nhiều công việc của em rất là lô bu, nhiều lúc cũng khó không thể nhớ được. Nên mọi người xem mà nhiều lúc em không nhớ được khách nào dặn thì cũng thông cảm cho em nha. Đấy, này, tiện thể mọi người thấy thì mọi người mua luôn. Rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua, kênh cũ như kênh mới. Để nhận những clip mới thì mọi người nhấn vào nút đăng ký vô góc này nè, để nhận clip mới về các mặt hàng lan rừng. Rồi một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Lần này là clip chiều, em sẽ bán từ chiều đến tối, và sáng mai em sẽ tranh thủ gửi hàng sớm cho mọi người nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha.